Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Người dân các xã ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phát triển nuôi trồng thủy sản. Xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, một số hộ thực hiện nuôi tôm công nghệ cao. Hè đến, vấn đề đuối nước được các bậc phụ huynh quan tâm. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường tại Hà Nam. Hiệu quả công tác thu gom rác thải đô thị tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên mở rộng diện tích trồng sen cho hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là mô hình trồng 30 mẫu sen của gia đình chị Doãn Thị Lan ở xã Đỉnh Cao. Nhận thấy sen là loại cây dễ trồng lại đang được thị trường ưa chuộng, chị Lan đã thầu 30 mẫu ruộng trũng để trồng sen. Gia đình chị tiên phong đưa giống sen xanh vào trồng ở Phù Cừ. Giống sen này cho năng suất cao gấp 3,5 đến 4 lần so với sen thường, hạt to và đều, không cần nhiều nước nên phù hợp với ruộng trũng. Sen thu hoạch từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8 dương lịch, mỗi sào chị thu được khoảng 2.000 bông hoa sen và 80 kg hạt sen tươi. Với giá bán bình quân 20.000 đồng, 10 bông hoa sen và 40.000 đồng 1 kg hạt sen tươi, mỗi sào cho thu lãi khoảng 3 triệu đồng. Thương lái đến tận ruộng thu mua để bán đi Hà Nội, Hải Phòng, gia đình chị thu lãi từ 500 đến 700 triệu đồng một năm. Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, người dân các xã ven biển, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản. Qua đó, sản lượng thu hoạch năm sau luôn cao hơn so với năm trước, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Đến thời điểm này, diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Kim Sơn là gần 4.300 ha, trong đó diện tích nuôi nước lợ là trên 3.300 ha, tập trung tại khu vực từ Đê Bình Minh 1 ra đến Cồn Nổi, với các con nuôi chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua xanh, ngao. Để nâng cao sản lượng, ngoài nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến, thì hiện nay đã có khoảng 50 mô hình sản xuất thủy sản theo hướng áp dụng công nghệ cao, trong đó có 18 mô hình nuôi tôm thẻ trong ao nổi, đáy lót bạt, công nghệ sử dụng vi sinh đảm bảo an toàn thực phẩm, với diện tích 15 ha. Nhiều cơ sở sản xuất ngao giống khép kín từ sinh sản nhân tạo đến ươm nuôi thành ngao cúc, cũng như sản xuất hàu giống sử dụng công nghệ cao. Chính vì vậy, riêng trong năm 2017, sản lượng thủy sản nước mặn, nước lợ đạt trên 20.000 tấn, trong đó cua xanh, tôm và ngao là những con nuôi cho sản lượng và giá trị kinh tế cao nhất. Bên cạnh mô hình nuôi tôm quảng canh với nhiều rủi ro, vài năm trở lại đây, xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã có một số hộ thực hiện nuôi tôm công nghệ cao. Mặc dù yêu cầu vốn đầu tư lớn, nhưng bước đầu, mô hình này đã mang lại doanh thu hàng tỷ đồng một hecta một vụ. Áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh công nghệ cao từ năm 2017. Thời điểm này, các hộ nuôi tôm tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu đã xuống giống được khoảng một tháng nay. Để nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao, người nuôi phải đầu tư hệ thống lọc, làm sạch nguồn nước ngay từ đầu vào, qua ao lắng, ao xử lý, rồi mới đưa vào ao nuôi. Do nuôi tôm theo phương pháp khá hiện đại nên có thể thả giống với mật độ dày hơn phương thức khác, khoảng 300 con trên mét vuông. Sau 120 ngày nuôi, tôm sẽ đạt kích cỡ 50 con trên 1 kg và có thể xuất bán. Với nhiều ưu thế nổi bật như kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết, nuôi theo quy trình vi sinh, nên nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao cho tôm thương phẩm sạch chất lượng cao, đặc biệt chủ động được thời điểm thu hoạch, tránh tình trạng được mùa mất giá. Chỉ sau 3 tháng, người nuôi tôm công nghệ cao sẽ đạt lợi nhuận hàng tỷ đồng một hecta một vụ. Năm 2017, tổng sản lượng tôm thẻ chân trắng toàn xã Hải Triều thu được 300 tấn. Theo dự tính của địa phương, trong năm 2018 này, sản lượng tôm nuôi của địa phương sẽ đạt trên 500 tấn. Từ mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao đã mở ra hướng đi mới hiệu quả, đầy triển vọng cho người nuôi trồng thủy sản tại Hải Triều. Hiện nay cái diện tích sản xuất muối kém hiệu quả thì của chúng tôi là còn 12,1 hecta. Thế năm 2017 thì được sự đồng ý của ban dân tỉnh, ủy ban dân huyện, thì hiện nay 12 hecta này chúng tôi đã chuyển sang cái nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm công nghệ cao thâm canh. Thế bà con đã đầu tư để xây dựng này, cải tạo này, đầu tư ra để tất cả những cái diện tích còn lại của sản xuất muối kém hiệu quả thì chuyển sang nuôi tôm. Theo Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Nam Định, tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi thủy sản chủ lực của tỉnh với tổng diện tích hơn 800 hecta. Với nhiều ưu điểm nổi bật,
mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao cần được khuyến khích đầu tư nhân rộng trong thời gian tới để hình thành ngành kinh tế mũi nhọn của các địa phương ven biển, góp phần thúc đẩy kinh tế thủy sản của tỉnh ngày càng phát triển. Khắc phục được tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là xu hướng tất yếu mà ngành nông nghiệp tỉnh Hà Nam đang hướng tới. Thông qua việc liên kết, giúp mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Từ đó góp phần quan trọng vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã triển khai được nhiều mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong đó chủ yếu là các mô hình sản xuất lúa, rau củ quả theo quy trình sản xuất an toàn. Để xây dựng và phát triển các mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, vấn đề đặt ra là cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân thấy rõ được hiệu quả của việc liên doanh liên kết trong sản xuất, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng liên doanh liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp và bà con, tạo sự công bằng, chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký với người dân, hộ gia đình, cá nhân, nghiêm túc chấp hành hợp đồng đã ký với doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện chính sách để cụ thể hóa các quy định và các giải pháp khuyến khích bốn nhà trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Có thể thấy rằng, việc liên kết trong sản xuất là hướng đi cần thiết, góp phần tạo cơ hội hợp tác thành công, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao giá trị sản phẩm, đời sống người nông dân và phát triển doanh nghiệp với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, người sản xuất. Quyết tâm của các cấp chính quyền và các hộ nông dân sẽ là các điều kiện tốt để tiếp tục nhân rộng những mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi, đảm bảo cho ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững. Thời tiết nắng nóng là một trong những nguyên nhân khiến cho đàn vật nuôi bị sụt giảm sức đề kháng. Nhiều loại dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng gây ra, trong mùa hè này, các địa phương trong địa bàn tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cho đàn vật nuôi phát triển ổn định. Theo Chi cục Thú y tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có trên 7.000 trang trại và gia trại với tổng đàn lợn ước gần 450.000 con và đàn gia cầm gần 12 triệu con. Các trang trại và gia trại đang tích cực thực hiện các biện pháp chống nóng và phòng chống dịch bệnh để phòng chống hiệu quả và giảm chi phí phát sinh. Chi cục Thú y tỉnh cũng đang tập trung chỉ đạo trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ thú y cấp xã tăng cường bám địa bàn, hướng dẫn chủ hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng và dịch bệnh hiệu quả cho đàn vật nuôi. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án phòng chống nắng nóng và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trong những ngày hè là việc làm quan trọng và cần thiết. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở, nên đến thời điểm này, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn phát triển an toàn, ổn định. Thời gian qua, ngành y tế huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai có hiệu quả. Từ đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được tăng cường. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi. Chất lượng dịch vụ y tế cơ sở từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa y tế, tranh thủ các nguồn vốn huy động đóng góp của cộng đồng để nâng cấp xây mới, đầu tư trang thiết bị y tế cho các trạm y tế các xã. Đến nay, 10 trên tổng số 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc đã đạt chuẩn y tế quốc gia. Triển khai xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020, huyện Mỹ Lộc đặt mục tiêu đến hết năm 2018, 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Bên cạnh việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế các xã thị trấn, ngành y tế huyện Mỹ Lộc còn tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, tạo điều kiện để các trạm y tế có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngay tại tuyến cơ sở. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Đa khoa Tiên Xu tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Những đổi mới được thực hiện từ đầu năm 2018 như thực hiện lấy số tự động, thành lập tổ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, hướng dẫn đưa đón bệnh nhân, nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu đã góp phần giảm thời gian chờ khám, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh được hưởng dịch vụ khám chữa bệnh tốt nhất ngay tại tuyến huyện.
Bệnh viện Đa khoa Tiên Du tỉnh Bắc Ninh hiện có 10 khoa phòng với khoảng 280 giường bệnh. Số bệnh nhân điều trị nội trú thường xuyên là trên 200 người. Mặc dù đông như vậy, song bệnh viện luôn bố trí lực lượng đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân, cấp cứu và thăm khám được chu đáo. Để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Du đã thường xuyên cử cán bộ đi tập huấn, nâng cao trình độ, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đặc biệt là mua sắm thêm nhiều trang thiết bị hiện đại như máy CT, máy đo loãng xương, máy chụp X-quang kỹ thuật số, phẫu thuật nội soi tiêu hóa, v.v. vào công tác khám chữa bệnh, qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh được người dân trên địa bàn đánh giá cao. Cùng với đó, tăng cường năng lực cứu chữa tại nơi cấp cứu ban đầu với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa sâu. Đồng thời, bệnh viện sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính, tập huấn cho toàn bộ cán bộ nhân viên y tế bệnh viện theo tiêu chí 5S, sàng lọc, sắp xếp, săn sóc sạch sẽ và sẵn sàng, tạo thuận lợi cứu chữa nhanh nhất cho người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp hè đến, tai nạn đuối nước lại là vấn đề được quan tâm, bởi thời điểm này thường gia tăng các vụ đuối nước ở trẻ em. Để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ đuối nước, cần sự chung tay của cả xã hội, nhất là sự quản lý sát sao của các bậc phụ huynh trong việc trông nom con trẻ. Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại thôn Bái Khê, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, khiến nhiều người không khỏi xót xa và thương tiếc. Chiều ngày 21 tháng 5, trong lúc chơi bóng cùng các bạn ở gần khu vực ao của xóm, do mải đuổi theo chai bóng, một bé nam sinh năm 2014 bị trượt chân ngã xuống ao. Đến khi người thân phát hiện ra thì cháu đã tử vong. Tôi đang làm rau thì hai chị nó thì ở trong nhà. Thì bảo ra thì trông cháu thì nó cứ nghĩ như mọi hôm ấy thì nó bình thường không vấn đề gì, trẻ đấy nó vẫn chơi mà. Nó chỉ độ khoảng 10 phút ấy thôi. Chỉ vài phút lơ đãng của người lớn trong việc trông nom con trẻ đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Trẻ em vốn hiếu động, chưa nhận thức được những nguy hiểm rình rập khi vui chơi ở khu vực ao hồ, lại chưa được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước để tự bảo vệ mình. Vì thế nguy cơ bị đuối nước rất cao. Mặt khác, ở khu vực nông thôn thường có nhiều ao hồ ở gần nhà, nhưng ít được rào chắn cẩn thận, dẫn đến trẻ em dễ bị ngã xuống đó, nếu không phát hiện kịp thời thì sẽ bị đuối nước. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, những năm gần đây, mỗi năm tỉnh ta có từ 20 đến 25 trẻ bị tử vong do đuối nước. Trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã có 6 vụ đuối nước. Tai nạn đuối nước luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các tai nạn thương tích ở trẻ em. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ đuối nước là do trẻ không biết bơi và chưa có kỹ năng phòng tránh đuối nước, tình trạng thiếu sân chơi, ao bơi và sự lơ là chủ quan trong việc quản lý trông nom con trẻ của các bậc phụ huynh. Quan điểm của tôi, ngoài sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, các phòng ban chuyên môn thì phải nâng cao nhận thức của người dân. Bố mẹ, ông bà phải quan tâm cho các cháu, trông nom để mắt các cháu và tạo cho các cháu những cái sân chơi. Sân chơi thì phối hợp với các cái tổ chức đoàn thể, tổ chức sân chơi. Các phụ huynh quan tâm tạo điều kiện đưa các cháu đi tập bơi để tránh tình trạng là các cháu không biết bơi và đuối nước đáng tiếc xảy ra. Thực tế cho thấy tai nạn đuối nước xảy ra quanh năm ở bất cứ đâu có ao, hồ, sông, kênh, mương, thậm chí ở ngay trong chính các gia đình. Hè đến, tai nạn đuối nước vẫn luôn rình rập và đe dọa đến tính mạng của trẻ nhỏ. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất các vụ đuối nước thương tâm, trẻ em cần được học bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em mình dịp nghỉ hè, không để trẻ em tắm hoặc đến gần các nơi có nước sâu mà không có người lớn đi cùng. Các xã, phường, thị trấn quan tâm xây dựng, cải tạo các sân chơi, ao bơi an toàn cho trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề năm 2018 được Trung ương Đoàn lựa chọn là năm tuổi trẻ sáng tạo, cô giáo Vũ Thị Như Mai, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, được biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu trong phong trào sáng tạo. Luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được. Vì vậy, nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang. Cô giáo Vũ Thị Như Mai đã không ngừng rèn đức luyện tài để xứng đáng với sự nghiệp chồng người. Trong công tác giảng dạy thì mình luôn vận dụng những cái mà mình cảm thấy rằng là
đúng đắn, hoặc là những cái gì mà mình cảm thấy là nó gần gũi, sát thực với cái công việc của mình, thì những cái mình trau dồi được ở trên giảng đường đại học hoặc là cũng như trong cuộc sống, thì ngoài cái việc mà nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ thì mình nghĩ rằng là giúp các em nó hiện thực hóa cái lý thuyết ở trên sách vở. Sự tâm huyết của cô Mai thể hiện qua việc không ngừng tìm tòi nghiên cứu sáng tạo để có cách giảng mới, cải tiến công cụ giảng dạy, tìm ra những phương thức truyền tải hay, hấp dẫn để đạt được hiệu quả cao nhất trong giờ dạy. Với sự nỗ lực đó, cô giáo Mai đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học, ứng dụng khoa học và thực tiễn như xác định một số trò chơi vận động trong hoạt động giáo dục thể chất, góp phần phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh trung học phổ thông. Đạt giải khuyến khích tham gia hội thi, thiết bị dạy học tự làm, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Chỉ với tấm lòng yêu nghề tận tụy với thế hệ trẻ mới có thể giúp cô giáo Nguyễn Thị Như Mai có được sự sáng tạo, dành trí tuệ và tâm huyết trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, trở thành người giáo viên tốt như mong đợi, kỳ vọng của Hồ Chủ tịch với đội ngũ nhà giáo của cả nước, góp phần đào tạo thế hệ tương lai của nước nhà. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Nhật Quang, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên luôn tích cực đi đầu trong nhiều phong trào ở địa phương. Tiêu biểu là phong trào giữ gìn môi trường, làm cho đường làng ngõ xóm được phong quang sạch đẹp. Hội Phụ nữ xã Nhật Quang hiện có trên 600 hội viên tham gia tích cực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ 10 năm nay, hội đã đứng ra thành lập 2 tổ thu gom rác thải, mỗi tuần 2 lần đi thu gom rác đưa về nơi tập kết. Vào những ngày lễ Tết, chị em ra quân tổng vệ sinh toàn bộ đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Chủ nhật hàng tuần, chị em tổ chức trồng hoa hai bên đường, giúp cho các con đường thêm sạch đẹp. Từ năm 2012, hội đã thành lập câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi ni lông với sự tham gia của 30 hội viên. Hội Phụ nữ xã còn đứng ra vận động người dân thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải. Đến nay đã có gần 900 hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác bảo vệ môi trường cũng đặt ra những nhiệm vụ hết sức khó khăn. Theo thống kê sơ bộ, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Hà Nam có từ 230 đến 250 tấn rác thải các loại. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, ngành chức năng đã tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho người dân. Hàng năm các công trình, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày môi trường thế giới, ngày đa dạng sinh học được tổ chức, tạo ra phong trào sâu rộng, có hiệu ứng lan tỏa, nâng cao nhận thức, hành vi và tinh thần trách nhiệm của người dân về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng. Nhiều địa phương xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Nhiều tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã tích cực tham gia bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, tạo chuyển biến tích cực về công tác bảo vệ môi trường. Là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bắc Ninh, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, thành phố Bắc Ninh cũng là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, nên lượng rác thải phát sinh trên địa bàn rất lớn. Để đảm bảo môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp cho đô thị cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thành phố Bắc Ninh đặc biệt chú trọng công tác thu gom, xử lý rác thải đô thị, kiên quyết không để rác thải tồn đọng trong ngày. Thời gian qua, việc thu gom xử lý rác thải tại nơi công cộng và khu dân cư là mô hình hoạt động có hiệu quả của thành phố. Ngoài việc triển khai thí điểm phân loại rác tại nguồn, các phong trào vệ sinh môi trường điển hình là phong trào 10 phút làm sạch thành phố cũng được tích cực triển khai. Bên cạnh đó, với việc hoạt động hiệu quả của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh, 95% lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đã được thu gom xử lý. Tỷ lệ này trước đây chỉ đạt 50%. Với mục tiêu phấn đấu 100% lượng rác thải sinh hoạt được xử lý triệt để, nhiều giải pháp đã được đơn vị đưa ra. Từ việc sắp xếp lại đội ngũ nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vệ sinh môi trường, đến phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân. Những ngày qua, trên trục đường 223, đoạn qua các xã Tân Phong, Tân Hoàng, Song Lãng, Bình Lãng và Hiệp Hòa của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông lại tiếp tục diễn ra. Thực hiện chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Vũ Thư đã có trên 20 văn bản chỉ đạo đôn đốc các địa phương tiếp tục duy trì đảm bảo hành lang an toàn giao thông.
đồng thời tổ chức ra quân tuyên truyền, chấn chỉnh và xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông tỉnh, tập trung vào các đối tượng hộ kinh doanh buôn bán trên các trục giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến giao thông do huyện quản lý. Vận động tuyên truyền và quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông, làm nơi buôn bán, tổ chức việc hiếu, việc hỉ, gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, khi vắng lực lượng chức năng hay công tác tuyên truyền lắng xuống, thì tình trạng tái lấn chiếm lại xuất hiện ở một số địa phương trong huyện, đặc biệt là trên trục đường 223, đoạn qua các xã Tân Phong, Tân Hòa, Minh Lãng, Song Lãng, Hiệp Hòa. Điều đó cho thấy công tác quản lý và tổ chức thực hiện ở cấp xã, cấp thôn chưa thực sự nghiêm túc, còn làm hình thức, chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.